Xin chào quý vị các bạn. Tôi sửa cái máy bơm này bởi vì là lý do của khách bảo là đến là chạy bình thường, nước nhỏ ở đây, nước chảy ra đây. Đây. Đấy. Tôi nghĩ là hỏng khớp. Đấy, chẩn đoán là hỏng khớp chạy. Đấy, chạy bình thường đấy. Các bạn nghe đấy. Đấy, quay này. Vù vù. Tốc độ bình thường, không có gì. Thế chạy bình thường thì bây giờ đấy, mình dừng máy đi, chắc hết là đâu này đúng không? Rồi trong này đấy, tôi sẽ tháo ra. Bây giờ tôi phải lấy cà lê đó. Đấy. Dụng cụ của nó này, một búa này, một thuốc lá vít này, một cái phớt này, rồi là một cái bò lết này. Đánh khi nào nó cứng quá bạn không ra thì ở đâu bạn ạ. Còn một cái bánh đấy là được thôi. Từng cái này là đủ để điều kiện để thái một cái phớt. Nó có bốn cái vít. Đây gọi là cái đầu hút này. Đây đầu hút cái khúc này. Còn đây thân máy này. Đây là tù này. Tàu và ấy mở cái ấy ra chúng ta lấy hai vít của nó luôn này, vặn vào đây, vặn vào đấy. Đấy, vặn vào. Vặn cái nào căng thì nó đẩy vặn xuống đường nào thì đẩy cái này cái guồng lên. Cho nên chúng ta vặn. Đấy. Đẩy guồng lên đấy. Vặn cho đều không có vỡ guồng nữa này. Đấy, các bạn cứ vặn thấy đâu, vặn cho nó lên. Không lên lấy cái gì mà bắn lại nữa đấy. Đấy rồi rồi hốt đấy. Rồi đấy, phốt đấy, phốt của nó mài mòn này. Hút nhiều quá là mài mòn. Đấy, phải lấy được cái này ra, cái này là cái quan trọng. Đấy. Cái này bị
Cái này nguyên nhân của nó là bị cái này bị hỏng này. Đấy. Cái khóa, tức là khóa khóa bị hỏng. Đấy, gài đây. Đấy. Gài thì nó bị do cái này vào trong ngầm nát cái này. Khóa này thường bằng thép, nó rất cứng nhưng mà rất tròn, dễ gài lắm. Đấy, cho còn một và đánh cái này ra sạch này, không có loại thép nào nó sót vào trong là bụi nó quay là hỏng hết hết cái vuông đấy. Đấy, thế đúng là hỏng hỏng phớt đấy, nhưng phớt là do cái khác khóa, phớt là do khóa phá. Đấy, nhấn xuống đều, chúng ta nhấn xuống đều. Đây, cái này là cái bên trên của nó, phớt dưới phớt trên. Đây, trên này, nhấn xuống, chúng ta ấn cho sát xuống, ấn sát xuống đây. Đấy. Đấy, bỏ cái này vào. Nhấn cái này vào. Nhấn thoát xuống. Đấy. Nó còn bị xóa như vậy đấy, nếu lấy vài rồi lót là thì vẽ được. Đây là tôi lấy thêm hai lót này để lót vào cái đủ, nó phải đẩy cho nó căng, không có là nước nó ra. Đấy, thế mới vừa. Bây giờ không có khóa nữa thì mình phải lấy cái này, dây đồng. Đấy, dây đồng buộc vào. Đấy, buộc vào tròn. Vặn được cái đầu, nhấn xuống. Nhấn xuống như thế nào? Nhấn xuống nhé. Tìm vào. Làm tìm vào. Vào khe. Đấy, mình vừa nhấn tìm vào khe bạn vừa xoắn xoắn cái nào phải chặt thôi. Đấy. Thank you.
Rồi. Thấy được. Bây giờ đang còn cái này. Phải cắt đi. Chúng ta phải tìm cái thôi. Đây, đây là kiềm cắt của chúng tôi. Tôi cắt hết cái sơ này. Ôi, thấy đẹp đấy. Nó thế đấy. Bây giờ để gương, bộ gương em cắt qua phần vằn hết hai bên này. Vằn nó sát xuống này. Rồi đóng vào khi nào kềnh nghe mắt thì vằn nó nửa ren gì đấy. Cho nó hở ra. Đấy. Các bạn đóng thoải mái xuống, ấn xuống. Đấy, nó phải nằm xuống bên dưới cái con này. Khi nào xuống dưới thì đấy. Đấy, nằm xuống dưới cái này. Nếu nằm bên trên là mắc cái vò cái răng bên ngoài này. Đấy, hai cái này nằm này. Đấy, các bạn thấy kẹt chưa? Đây, sẵn nó có thấy. Đấy, một tí thôi. Đấy, phần ra. Đấy, nhấn vào. Rồi, như thế nào? Vẫn biết rồi, thế là thành công rồi đấy. Uống nữa. Cái đến xe cái này đi, bật một đi. Thấy là xong rồi. Đấy, chúng ta thử mãi. Đấy, thấy là được á. Thế tôi là hướng dẫn cho các bạn là xong về phần thay phớt.